Hello, xin chào anh em. Có lẽ thì cái số hỏi đáp ấy mình đã bỏ hơi lâu rồi. Tuy nhiên, sắp tới số hỏi đáp nó sẽ quay trở lại. Cùng với đó là một chuyên mục mới mà nơi chúng mình sẽ ăn rau muống và nói chuyện quốc tế. Thì ở trong số video ngày hôm nay, mình sẽ ngồi phân tích vấn đề, đặt giả thuyết về một số các sản phẩm và sắp tới cũng là những số như vậy. Thì ở đây mình đang có một bo mạch chủ B550 đến từ Gigabyte. Thực tế ra thì ở đây mình có duy nhất một mẫu bo mạch chủ B550 thôi. Thế nên mình sẽ tận dụng luôn để mình phân tích vấn đề tại sao lại có cái bo mạch chủ B550 ra mắt. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Rồi, vậy thì mình sẽ nói này, từ lúc B550 chưa ra mắt nhá, những cái lúc mà cái này một vài tháng có thông tin rò rỉ thôi, có rất nhiều anh em mong chờ. Mình cũng là một người như vậy. Một mẫu bo mạch chủ B550 này, dòng B rõ ràng là dòng tầm trung đúng không? Sẽ có PCIe 4.0, tốc độ rất cao này, sau một mức giá rẻ này và chạy được tất cả các loại CPU. Và khi đấy, mình và các bạn là một người mong chờ B550 nó sẽ thay thế B450. Tuy nhiên, khi mà cái phiên bản B550 ra mắt này, cái rẻ nhất của nó là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng không phải mức giá mà nó gọi là quá ưu đãi khi so với B450, mà thậm chí những phiên bản đắt hơn, ví dụ mình đang có đây B550 Aorus Pro, nó rơi khoảng độ 5 triệu cơ, và mức giá của nó thậm chí còn đắt hơn một số dòng X570. Và một số người sẽ suy nghĩ tại sao nó lại đắt như vậy, nó không phù hợp. Mọi người sẽ nghĩ là B550 thay của B450. Nhưng bây giờ mình sẽ nói như này, B450 vẫn được sản xuất song song với B550, và điều đó chứng minh cho một điều rằng B550 không phải là dòng nâng cấp của B450, mà nó là một dòng song song và nó cũng không hề cạnh tranh với X570. Tại sao lại có câu chuyện xảy ra? Thì mình sẽ bắt đầu như này. Intel nhá, chúng ta sẽ bắt đầu từ Intel đi, một đối thủ cạnh tranh của AMD. Các bạn biết rồi đấy, Intel đã sử dụng tiến trình 14 nanomet trong bao nhiêu lâu rồi? 5 năm đúng không? Đến bây giờ CPU thế hệ 10 vẫn dùng 14 nanomet. Các bạn sẽ nhận được những gì khi mua CPU của Intel vào thời điểm hiện tại? Một mẫu CPU có hiệu năng chia thành rất tốt này, hiệu năng cao này, giá rẻ mà ngày xưa chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ ngờ tới. Tuy nhiên, điều các bạn phải đánh đổi là gì? Các bạn phải liên tục thay socket. Thứ nhất ấy là để Intel bán được hàng, cái này chúng ta không phải bàn cãi nhiều rồi. Và cái thứ hai, do cái tiến trình 14 nanomet nó để lại quá lâu, đúng không? Thì CPU sẽ ăn được nhiều, phải ăn nhiều điện hơn này, cho một hiệu năng cao hơn, và phải nâng cấp cái vấn đề gọi là cái chân socket đấy. Intel sẽ phải nâng cái chân socket ấy lên để cho giảm cái mức điện áp đẩy vào con CPU, tránh quá tải và làm cháy socket. Cái đấy là điều thực tế luôn, mình không nói sai là mình không phải biện hộ cho Intel đâu. Cái đấy là điều chắc chắn luôn. Còn với AMD thì sao? 14 nanomet này, 12 nanomet này, và đến bây giờ là 7 nanomet đúng không? Tiến trình giảm xuống. Tuy nhiên, cái socket sử dụng là socket ARM4. Đây là một điều lợi thế dành cho các bạn mua một đời main thôi, sau sử dụng rất nhiều các cái đời chip khác nhau. Nó có điểm lợi dành cho người dùng như vậy. Nhưng anh em phải hiểu như này, cái socket ARM4 ấy, cái số chân nó vẫn giống hệt như vậy thôi. Vậy thì khi mà từ cái dòng đầu tiên được sử dụng là Ryzen 5 1600 đi, cái số lượng chân nó vẫn vậy, 6 nhân thôi. Mà đến bây giờ, đến tận Ryzen 9 3950X rồi, 12 nhân, cái số lượng chân socket nó vẫn vậy. Vậy thì làm sao? Vậy thì làm sao để cho CPU có thể chạy được? Rất đơn giản thôi, là AMD sẽ bắt buộc phải ép nhiều điện hơn đẩy vào con CPU đấy, vẫn qua ngần đấy cái chân socket thôi. Vậy thì áp lực nó sẽ dồn vào, đầu tiên là cái chân socket đấy sẽ làm cho CPU cực kỳ nóng, và cái thứ hai sẽ làm cho cái khu vực VRM này, cái khu vực này ấy nó phải to lên để có thể cấp được điện cho CPU nó hiệu quả hơn. Thế nên cái dòng B550 nó ra mắt không phải để dành cho Ryzen 1 này, rồi 1000 series, 2000 series, 3000 series. Nó thực tế ra mình theo mình suy đoán ấy, nó để dành cho dòng 4000 series, bởi vì socket ARM4 4000 series nó vẫn sử dụng. Gọi như Intel được vắt sữa 14 nanomet, còn AMD thì vắt sữa ARM4 ấy, thế nó kiểu như vậy. Thì cái dòng 4000 series theo như mình thấy nó sẽ nóng ở hai phương diện luôn. Hot ấy, hot ở trên phương diện là vấn đề spec chắc chắn sẽ rất hot, và cái hot thứ hai đó chính là vấn đề nhiệt độ, nó sẽ cực kỳ nóng luôn. Và đến một dòng nữa gần hơn một tí đi, dòng 3000 XT, tức là series 3000 XT trên phần CPU nhá, như kiểu 3600 XT, 3900 XT đấy, chứ không phải là trên card đồ họa đâu. Nó cũng sẽ nóng thôi, bởi vì là cái spec nó đã tốt hơn để cạnh tranh với CPU thế hệ 10. Thế nên nếu muốn sử dụng cái CPU đấy, thứ nhất các bạn phải sử dụng, đầu tiên chắc chắn sẽ là B550 rồi, không thể bàn cãi rồi. B550 rất tốt, phiên bản mình đang có đây, phần VRM cực kỳ ấn tượng luôn. Thậm chí phiên bản là B550 Tai Chi nó còn cân được cả 3950X cơ mà. Tiếp theo nữa thì dòng 4000 series vẫn lắp lên phiên bản này rồi, và 3000 XT cả vào đây, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Vậy thì ở trong video này mình muốn chốt lại một số ý kiến như này này.
thì các hãng cũng đã tính toán để có thể đưa ra các sản phẩm rồi. Đối với người dùng chúng ta thì chúng ta quan tâm tới đó chính là về vấn đề gọi là hiệu năng chi giá thành cái túi tiền của chúng ta. Theo như mình khuyên như này, nếu như bạn nào đang có sử dụng các cái bo mạch chủ dòng B450, theo mình ấy, nếu mà nâng cấp thì nâng cấp lên thành kiểu X570 thôi thì nó sẽ gọi là đảm bảo túi tiền và bạn sẽ không bị lãng phí. Còn đối với những bạn mà đang có một túi tiền nó rảnh rang hơn một tí, muốn tận dụng một cái hiệu năng cao này và để đón chờ các thế hệ tiếp theo, thì theo mình thấy có thể mua B550 cũng được. Hoặc các bạn có thể đợi sang cái dòng nó cao hơn một tí, bởi vì X570 thực tế nó sẽ dành cho dòng 3000 series cơ. Nếu như sắp tới AMD ra mắt một dòng mới kiểu X670 sao, theo phỏng đoán của mình thôi nhá, vẫn chưa có thông tin nào cụ thể cả, bởi vì đây là một video kiểu đặt giả thiết cơ mà. Thì lúc đấy thì X670 ấy, gọi tạm tạm như vậy, thì nó sẽ cao X570 bây giờ. Thế nên X570 bên mình đang khuyến mãi rất nhiều các mã, và kể cả dây bù AMD này, cả đồng loạt bên mình khuyến mãi rất nhiều, các bạn có thể mua luôn đi cho nó hot. Còn sau này thì nó còn hay không thì mình không biết được đâu. Ở trong các video tiếp theo ấy, thì mình sẽ cố gắng đặt ra nhiều các cái giả thuyết về các cái sản phẩm mới để cho các bạn có thể có một cái nhìn sớm hơn một chút. Có thể cái giả thuyết mình đặt ra nó chưa đúng hoàn toàn, nó sẽ có ý đúng mà có ý sai. Thì cái này thì nếu như các bạn cảm thấy đồng tình ý kiến của mình thì hãy để lại một like và một subscribe dành cho kênh mình để có thể ủng hộ chúng mình được nhiều hơn. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trong một cái số hỏi đáp hoặc một cái số gọi là phân tích công nghệ nó kiểu kiểu như này. Anh em đừng nhầm lẫn nha, đây không phải một video mà mình gọi là quảng cáo cho phiên bản của Gigabyte. Đây là một video mình giải thích cho các bạn, và mình không có sản phẩm B550 nào ở đây cả. Mình sẽ cho anh em xem một số hình ảnh mà anh em nhìn thấy ở trong toàn bộ video rồi. Thì đây là mình đang có, mình đặt để mình lấy ví dụ cho anh em thôi. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, sớm đấy.